đời được ghi dấu bằng những khoảnh khắc, và có những khoảnh khắc sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Chào đón quý vị đến với chương trình Khoảnh khắc cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình hôm nay chúng tôi xin dành cho câu chuyện về dinh dưỡng của người Việt Nam. Đối với người Việt Nam, câu chuyện về dinh dưỡng chắc hẳn là một câu chuyện dài, thậm chí với một số người còn là câu chuyện biết rồi khổ quá nói mãi. Nhưng rõ ràng vấn đề về dinh dưỡng hiện đang được đặt ở mức độ bao nhiêu, có quan trọng hay không? Ngày hôm nay, với nhân vật khách mời cùng đến với chương trình, chúng ta sẽ có ngay câu trả lời. Thưa quý vị, chị là người Việt Nam đầu tiên được chứng nhận là chuyên gia tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe, được chứng nhận bởi Hiệp hội Thực hành Không dùng thuốc Hoa Kỳ AADB. Tôi tin là một câu chuyện hết sức thiết thực dành cho tất cả quý vị. Chúng ta cùng chào đón chuyên gia Trần Lan Hương cùng với người kết nối của chương trình, diễn thuyết gia Francis Hùng tại Khoảnh khắc cuộc đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3. Xin chào chị Trần Lan Hương. Cảm ơn chị đã tới tham gia chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Và khán giả của chương trình đang ngồi trước màn ảnh nhỏ cũng rất muốn biết cái khoảnh khắc nào mà nó ghi dấu ấn khiến cho chị thay đổi để thực hiện cái công việc mà chị đang làm ngày hôm nay. Chị có thể chia sẻ về những cái khoảnh khắc đó được không? Có hai khoảnh khắc mà Hương nghĩ rằng nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái sự thay đổi trong cuộc đời của Hương trên con đường sự nghiệp. Cái khoảnh khắc thứ nhất, đấy là khi Hương chuẩn bị nhảy việc lần thứ 9. Lần này thì Hương nghĩ rằng Hương muốn làm cho một công ty bất động sản với một mức lương rất là cao. Thì có một người bạn đã nói với Hương rằng Hương muốn làm một cái công việc mà nó liên quan đến đền bù giải tỏa, phải không? Hương cũng muốn phải nói chuyện với những hộ dân. Hương mới nghĩ, xong rồi anh ấy hỏi tiếp là: Hương, chúng mình đã chứng minh đủ rồi, không cần phải chứng minh với ai nữa đâu. Và thế là Hương dừng lại. Hương suy nghĩ mãi về cái câu nói của anh ý, bởi vì nó đánh thức ở trong Hương lên một cái điều mà từ trước đến nay Hương vẫn cứ thắc mắc là đúng, cái công việc 20 năm đi làm của mình dường như mình đi làm để mình chứng minh một điều gì đó về bản thân mình, chứng minh cho bố mẹ mình, chứng minh cho các bạn của mình, với xã hội rằng mình giỏi, mình thông minh, mình thành đạt. Nhưng tại sao mình không có vui? Tại sao mình lại phải nhảy việc đến 9 lần? Lần nào công việc cũng lương cao hơn, danh giá hơn, đúng với cái khuôn mẫu của xã hội. Mà với tại những sao cái áp lực cao vui? Hơn nữa. Chính xác, và đi kèm với nó là áp lực. Và tại sao mình không có vui trọn vẹn? Lúc đó Hương dừng lại. Và Hương nghĩ rằng là đó là một cái dấu ấn rất lớn để mình dừng lại. Mình chạy theo công việc, chạy theo một cái khuôn mẫu thành đạt của xã hội, thì mình dừng lại để mình tìm hiểu về bản thân mình rõ hơn. Chắc có lẽ tôi đoán rằng là cái khoảnh khắc tìm hiểu về bản thân rõ hơn đó, nó cũng ghi lại một cái dấu ấn. Xin chị chia sẻ thêm về cái điều đó. Thì lúc đó Hương mới dừng lại và Hương nghỉ việc, dành hẳn một năm để làm những cái mình thích kia đã. Đầu tiên Hương bắt đầu từ những thứ mình thích là sức khỏe. Hương thì Hương đã vốn đam mê sức khỏe rồi. Hương đi học yoga, rồi Hương tập thiền. Hương học những cái mà nó nói chung là chăm sóc cho sức khỏe lúc đấy. Tại vì lúc đấy thực sự là rất là stress. Hương khám phá ra rằng là ồ, cái lĩnh vực sức khỏe mình có thể nghiên cứu ngày đêm mà không thấy mệt mỏi, mà thấy rất là sung sướng, nó lại lợi ích cho mình nữa, thì tại sao mình không tìm hiểu nó thêm? Và lúc đó Hương có đủ duyên để gặp lại một người khác. Họ lại nói với Hương về một cái chương trình, và lúc đấy Hương quyết định là đi học cái chương trình đó. Đấy là chương trình trở thành Health Coach, là một huấn luyện viên về dinh dưỡng và sống khỏe. Cụ thể là chị sẽ phục vụ trong cái nghề này với vai trò là tư vấn về sức khỏe ở tất cả các độ tuổi, hay là có một cái độ tuổi cụ thể nào mà chị tập trung vào cái chuyên môn này không? Cái ngành Health Coach ấy, nó rất khác với cả những cái ngành về như là bác sĩ dinh dưỡng hay là bác sĩ của Việt Nam, mà những người mà chúng ta hay nghĩ đến khi chúng ta nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe. Bởi vì cái ngành Health Coach là giúp mọi người sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, chỉ sử dụng hai công cụ thôi, đấy là dinh dưỡng đúng và lối sống khỏe, để mình phòng bệnh trước khi bị bệnh, hoặc là khi bị bệnh thì mình cũng làm sao để khỏi bệnh thật nhanh để bác sĩ đỡ phải vất vả vì mình. Thì đấy chính là cái công việc của Hương. Như vậy thì ở cái vế đầu đó là cái khoa học về dinh dưỡng, tức là khi chị có cái chuyên môn chị tư vấn đúng về dinh dưỡng,
Nhưng mà tôi muốn quan tâm hơn ở cái vế thứ hai, đó là cái lối sống đúng. Khi chị đề cập như vậy thì cái lối sống đúng theo định nghĩa của chị, với tư cách là một chuyên gia coach về dinh dưỡng, thì nó sẽ là như thế nào? Thực ra bởi vì không hiểu được tường tận về cái ý nghĩa của chữ sức khỏe, ngày nào chúng mình gặp nhau cũng hỏi là có khỏe không, rồi mình nói khỏe, nhưng mà mình không hiểu chuẩn khỏe là như thế nào. Vâng. Thì theo đúng chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, khỏe phải là một trạng thái lành mạnh hoàn toàn cả về thể chất, tinh thần và xã hội. Vâng. Chứ không đơn thuần là một cơ thể không yếu có nghĩa là nó khỏe đâu. Cho nên khỏe thể chất chúng ta cũng hiểu được một phần nào rồi, nhưng khỏe tinh thần và xã hội nghĩa là thế nào? Là mỗi sáng thức dậy mình cảm thấy tràn đầy hứng khởi đối với cuộc sống, mình thấy yêu đời lắm, đấy là khỏe tinh thần. Còn khỏe xã hội là những mối quan hệ trong nhà, ngoài phố, ở công ty của mình nó có lành mạnh, yêu thương, tin cậy không? Cái đó mới tạo nên cái sự bình an trong nội tâm của mình á. Thì mình không bị stress, không bị căng thẳng. Bởi vì sự căng thẳng về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của mình. Như vậy thì tôi có thể hiểu rằng sức mạnh của tinh thần nó có tác động đáng kể đến sức mạnh về thể chất. Mà sức mạnh về thể chất thì nó liên quan đến khoa học dinh dưỡng. Bởi vì có một điều như thế này là có thể người ta ăn rất nhiều những cái đồ sạch, đồ bổ, đồ được kiểm định khắt khe, tuy nhiên cái tinh thần người ta đang không vui thì những cái món đó nó vô giá trị. Có phải vì thế mà cái vế thứ hai này, cái việc cái lối sống, cái tinh thần sảng khoái, đầy năng lượng nó lại đóng vai trò tiên quyết? Thì như vậy chúng ta phải tập trung cho cái nào? Nó cân bằng 50-50 hay là bên cao hơn, bên thấp hơn? Anh nói rất là đúng. Sức mạnh của tinh thần nó kỳ diệu lắm. Và đến bây giờ loài người cũng mới chỉ biết một chút xíu thôi. Vâng. Thì nếu như anh hỏi Hương rằng tỷ lệ nó là bao nhiêu ấy, rất khó nói. Bởi vì nó bắt đầu từ chính chỗ chúng ta đang đứng. Bạn đang ở đâu? Và cái nào là cái bạn ưu tiên trước thì làm trước. Cái nào dễ ta làm trước. Nhưng nó phải có một cái chiến lược tổng thể. Về lâu về dài, những cái yếu tố đó đều phải cân bằng với nhau. Theo chị thì cái người Việt Nam hiện nay dưới cái góc độ là khoa học dinh dưỡng thể chất đó, thì đang thiếu nhất là cái gì? Tôi nghĩ cái sai lầm lớn nhất về sức khỏe thể chất của đối với người Việt Nam chúng ta ấy, đấy là đặt nhẹ vai trò của dinh dưỡng. Chúng ta đặt quá nặng những cái mục tiêu cuộc đời khác, ví dụ như tiền bạc, công danh, sự nghiệp, và chúng ta quên mất chăm sóc cho cái thân này một cách gọi là khoa học. Chuyên về dinh dưỡng, chúng ta vẫn còn ăn ở cái cấp độ Hương gọi là rất là sơ khai, đấy là ăn cốt cho no no bụng thôi và ngon miệng. Còn chúng ta không hiểu được thực sự thức ăn đó nó tác động đến sức khỏe của mình như thế nào. Cho nên nhiều khi chúng ta ăn theo quảng cáo, chứ không phải ăn theo thực sự những cái gì mà cơ thể chúng ta cần để nó khỏe mạnh. Theo tôi quan sát, đối với một cái đứa trẻ nó có đầy đủ sống ở trong một cái môi trường mà cái thức ăn theo cái cách đánh giá của nhiều chuyên gia là rất tốt. Ví dụ như sữa là phải bao nhiêu chất nè, hay là thức ăn phải là organic nè, hay là đại khái, so với một cái đứa trẻ ở thôn quê mỗi ngày nó chỉ ăn một cái tô cơm hay là nó chan nước mắm. Nhưng mà đem hai cái đứa trẻ này ra thì cái đứa trẻ thôn quê nó lại có vẻ gọi là khỏe mạnh hơn cái đứa trẻ mà có đầy đủ như thế này. Thì chị giải thích dưới cái góc độ khoa học và dinh dưỡng là thế nào? Anh hỏi một câu rất là hay. Bởi vì cái mà các chuyên gia cho rằng nó là đúng, là cần thiết, chưa chắc đó là đúng với cả thiên nhiên. Yeah. Khi nó nhận diện thức ăn đó là hóa chất hoặc là đồ công nghiệp, nó sẽ rất là vất vả để xử lý. Thứ hai là muốn sức khỏe, để nuôi một cái cơ thể này, cái chúng ta cần là dinh dưỡng phù hợp, chứ không phải là nhiều. Nhiều quá cũng chết, mà ít quá cũng chết. Nó phải là một sự phù hợp. Phù hợp đấy định nghĩa nó như thế nào? Thứ nhất, nó phải phù hợp với thiên nhiên, bởi vì cơ thể chúng ta là tự nhiên. Và thứ hai, nó phải phù hợp với cá nhân đó, đấy là tính cá nhân, sinh học của mỗi con người. Cho nên một đứa trẻ sinh ra ở vùng quê mà nó được ăn những thực phẩm tự nhiên của cái gia đình đó, cho dù nó không gọi là cân đo đong đếm về mặt dưỡng chất, nhưng nó được sống đúng với cái cơ địa của nó và được ăn những thức ăn bản địa của nó mà lại ít hóa chất chẳng hạn, hoặc là nó được chạy nhảy tự do, hít thở một cái bầu không khí tự do. Như vậy nếu mà có thể gửi tới giới trẻ thông điệp quan trọng mà chị nghĩ sẽ giúp cho giới trẻ định hướng được liên quan đến cái đam mê, liên quan đến cái sứ mệnh của cái cuộc đời mình, thì đó sẽ là cái thông điệp gì? Thông điệp là khi chúng ta còn trẻ thì bạn cứ thử đi, cứ thử và sai, nhưng phải biết rằng
mình cuối cùng vẫn nên tìm ra cái ông trời ông ấy lập trình cho mình á, ông gửi gắm thông tin vào trong cái gen của mình ý. Những thông tin gì? Đấy chính là sở trường và sở thích của mình. Bạn tìm ra được cái đó, rồi nếu như mình biến được cái sở trường và sở thích của mình thành một cái sản phẩm nào đó mà phục vụ lại cho xã hội, thì chắc chắn tiền bạc nó sẽ quay trở về với mình. Và còn một thông điệp nữa Hương muốn gửi gắm đến mọi người liên quan đến vấn đề dinh dưỡng. Đấy là trên thế giới hiện nay nó có hàng trăm trường phái dinh dưỡng, hàng trăm kiểu ăn uống khác nhau. Nhưng làm sao để biết được ăn uống, mình ăn uống có đang đúng hay không? Thì có bốn nguyên lý Hương muốn chia sẻ với mọi người. Đấy là bạn hãy ăn thức ăn tự nhiên toàn phần, đa dạng, chủ yếu là thực vật, và lắng nghe cơ thể của chính mình. Hương có một thông điệp đối với cả trẻ em Việt Nam. Đấy là các bố mẹ hãy quan tâm đến dinh dưỡng cho con một cách đúng cách. Bởi vì trẻ em Việt Nam hiện nay đang đối mặt với hai vấn đề rất quan trọng. Đấy là thừa cân béo phì và gọi là suy dinh dưỡng thể, thiếu vi chất. Bởi vì 50% trẻ em thành phố đang thừa cân, nhưng mà khả năng thiếu vitamin D và kẽm cũng là 50%. Cho nên không thể nào phát triển được tối đa chiều cao và não. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe cái sự chia sẻ của chị Trần Lan Hương liên quan tới khoa học dinh dưỡng, lịch sử của nhân loại, thì cái vấn đề làm thế nào để mà sống khỏe, làm thế nào để mà kéo dài cái tuổi thọ, làm thế nào để mà biết được cái chặng cuối cùng của cuộc hành trình trên cái cuộc đời này sẽ đi về đâu, thì đó là những cái câu hỏi mà bất kể dân tộc nào trên thế giới họ cũng sẽ thường xuyên để mà đặt cái câu hỏi như vậy. Thì hôm nay là một cái sự tham khảo rất thú vị từ chị Trần Lan Hương, và thay mặt chương trình tôi chúc cho chị có được nhiều cái thành công hơn nữa trong cái quá trình nghiên cứu của mình. Chị Trần Lan Hương, thật sự mà nói là rất là thú vị khi mà nghe câu chuyện của chị cùng với diễn thuyết gia Francis Hùng. Cảm ơn chị rất nhiều đã đến với chương trình nhé. Thưa quý vị, tôi tin là ở mỗi câu chuyện của Khoảnh Khắc Cuộc Đời, chúng tôi đã mang đến những thông điệp hết sức giá trị. Ngày hôm nay là một câu chuyện về dinh dưỡng, là một trong những câu chuyện hết sức quan trọng của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể nâng cao tầm vóc cũng như là cả trí lực, cả sinh lực, để có thể trở thành một con người khỏe mạnh và đóng góp cho chính bản thân, cho chính gia đình và hơn hết là xã hội. Chỉ có một dân tộc khỏe mạnh, một dân tộc thông minh mới giúp chúng ta có thể sánh vai các cường quốc năm châu mà thôi. Cảm ơn rất nhiều sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị một đêm ngon giấc, và khung giờ này ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Xin chào. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.